Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chú Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân Tướng Học và ứng dụng của Đạo Phật vào trong cuộc sống, để giúp cho chúng ta có thể cái cuộc sống của mình nó từ từ nó cải thiện và nó đi đến cái sự phúc lạc lợi lạc ở phía sau hơn. Bởi vì mỗi con người chúng ta sinh ra đều có cái vận mệnh của mình, nhưng mà cái vận mệnh đó nó không phải là nó cố định, mà do chúng ta hoàn toàn tự chủ quyết định nó thông qua những cái việc làm thiện nguyện hay là những cái điều ác. Thì những cái điều đó nó sẽ đi vào cái nghiệp của chúng ta. Mà cái nghiệp đó chính là cái phước và cái nhân quả của mình ở trong đó. Như vậy thì quay lại với chủ đề hôm nay, mình muốn phân tích với bàn tay của bạn này cũng gửi cho mình qua trang fanpage cũng khá là lâu. Thì mình phân tích chỉ tay dựa trên cái sự hữu duyên thôi. Không bất kể là bạn nào đăng ký sớm hay muộn, mà quan trọng là một cái duyên nào đó nó đủ thì mình sẽ phân tích. Và trong những video mình phân tích á, thì mình có sử dụng lồng ghép những cái bài kinh Phật, mà trong đó mình sử dụng rất nhiều về cái nhân quả ở trong đó. Đây mới chính là cái mà mình muốn truyền tải đến tất cả các bạn. Mà những cái này nó chính là cái quan trọng mà đôi lúc có những người họ không thích cái quan trọng đó. Cho nên đây chính là cái pháp mà mình muốn truyền tải đến tất cả các bạn, mà chỉ cần một cái cơ duyên nào đó mà trong cuộc sống chúng ta biết vận dụng nó thì nó sẽ làm lợi lạc cho chúng ta rất nhiều. Và anh này năm nay cũng đã ở một cái độ tuổi tứ tuần rồi. Anh sinh năm 1984. Như vậy thì với cái tướng tài này chúng ta sẽ phân tích như thế nào? Trước tiên chúng ta sẽ có một cái phần tổng thể trước. Chúng ta nhìn vào cái tướng tài, chúng ta sẽ thấy được đây là một người có cái sự hào hoa, có một cái yếu tố về nghệ thuật ở trong đây. Đây là một người, nếu như mà họ làm trên cái lĩnh vực nghệ thuật thì mình tin tưởng rằng cái sự thành công đến với anh ta là một điều sớm muộn. Bởi vì cái nhân tướng nó hiện ra như vậy. Mà cụ thể là các cái ngón tay nó cho chúng ta biết được những cái yếu tố đó. Tuy nhiên anh này, nếu như mà mình có cái cảm nghĩ rằng là những người này thì về cái khả năng ăn nói họ cũng có chứ không phải là không, nhưng mà có thể đây vẫn còn là một cái điều gì đó nó chưa thực sự là giúp cho anh ta nhiều lắm. Mà chúng ta thấy anh này cũng có một cái sự hài hước và có điều gì đó nó tinh tế, biết cách quan sát đó. Bởi vì chúng ta thấy cái vân mắt phượng nằm ở đây. Vân mắt phượng là một cái vân rất tốt. Nó thể hiện nhiều cái ưu điểm bên trong cái tính cách của một con người đó. Đó là những người này có tố chất thông minh, lanh lợi, có khả năng quan sát, đầu óc nhạy bén, tinh tế. Và đôi khi họ cũng có cái phần khả năng giác quan, trực giác rất nhạy bén. Cái điểm này là cái điểm mà mình nghĩ rằng nó là một cái ưu thế vượt trội đối với những cái tướng tài khác mà chúng ta không có những cái dấu hiệu này. Chúng ta phân tích tiếp. Các cái gò của anh này xem nó có những cái dấu hiệu như thế nào. Ở đây nó có một cái đường như thế này. Mình cũng không biết là anh này làm về cái lĩnh vực gì và đang sinh sống ở đâu. Nhưng mà có những cái dấu hiệu này nó cho chúng ta biết được anh này là ảnh có khả năng lập nghiệp ở nơi phương xa. Lập nghiệp ở nơi phương xa. Có khả năng là ở nước ngoài hoặc là làm việc mà thường đi tới đi lui, không ở cố định một chỗ.
Đấy là những cái dấu hiệu nó cho thấy cái đường thiên di, tức là cái đường xuất ngoại đi xa sẽ gặp được những cái quý nhân. Và chúng ta thấy những cái yếu tố khác nữa là về các cái gò, thì ở đây chúng ta thấy cái gò thủy tinh, gò thủy tinh và cái gò thổ tinh ở những cái cung ở trên đây, gò mộc tinh nữa. Nó thực sự mà nói là nó, mặc dù nó không đen tối, nhưng mà cái độ dày của nó thì nó chưa đẹp cho lắm. Cho nên về cái nhân quả, nó cũng phản ánh một điều rằng chúng ta còn thiếu đi cái phước của mình. Những cái gò này rất quan trọng. Nhưng mà nó có một cái điều nó cũng níu kéo lại tí xíu, tức là cái gò Thái Âm này cũng rất đẹp. Mình sử dụng từ rất đẹp đây có thể là chưa chính xác lắm, có thể là ở cái mức đẹp thôi, bởi vì nó tương đối là nó đầy đặn. Tuy nhiên có những cái đường này nó hơi cắt phá một tí xíu, thì nó cũng có cái điều bất lợi trong đó. Nhưng mà nó cơ bản là nó tròn đầy và nó tươi nhuận, nó cũng là một cái điều may mắn, chứng tỏ đây là một con người họ bên trong sâu thẳm của họ đó, thì cũng là một cái người biết làm những cái điều thiện, chứ không đến nỗi nào là một người sống không có tử tế. Có một điều là chúng ta thấy cái gọt kim tinh của anh này không đẹp lắm, cho nên nói về sức khỏe nó cũng không được ưng ý. Nhiều khi hay bệnh vặt, hay đau đầu, hoặc là người này cũng rất nhạy cảm. Người này cũng rất nhạy cảm. Chúng ta thấy cái khu vực minh đường của bạn này khá là nhiều cái đường chỉ phức tạp, rối rắm. Nhiều khi có thể nói đây là một người tăng động. Chúng ta nói sử dụng từ này thì nó hơi quá, nhưng mà mình sử dụng cái từ nào cho nó thích hợp. Cái từ năng động đi thì nó sẽ phù hợp hơn. Năng động ở đây tức là một người họ là một người thích hành động, suy nghĩ cũng nhanh, làm việc cũng nhanh. Nhiều khi lời nói và hành động nó cùng một lúc như vậy đó. Đôi khi những cái điều như vậy nó cũng sẽ khiến cho chúng ta phải trả một cái giá rất đắt. Mà chúng ta thấy ở cái đường trí đạo của anh ta, đường trí đạo nó xuất phát cũng khá cao, cho thấy đây là một người tự tin, họ có bản lĩnh. Tự tin, có bản lĩnh. Nhưng mà đôi lúc là cái sự tự tin, bản lĩnh đó nó cũng khiến cho mình đi đến cái sự tự cao. Mà có thể nói anh này là một người thành công cũng khá sớm. Từ những năm mà 30-31 có thể là anh ta đã có một sự thành tựu. Nhưng mà chính vì cái sự thành tựu đó quá sớm, cho nên chúng ta dễ rơi vào cái sự thất bại. Mà ở giai đoạn hiện nay, năm 39-40, nó cũng là một cái giai đoạn mà anh ta cũng đã phải trả cho mình một cái bài học đắt giá trong cuộc sống. Chúng ta thành công sớm mà không biết giữ cái lòng khiêm hạ, cái lòng khiêm tốn của mình, thì cái đức của mình nó sẽ bị giảm xuống. Mà cái đức này, nó chính là một trong những cái mà nó sẽ giúp cho một con người có đi đến cái thành tựu. Những người có được trí đạo như thế này thì rõ ràng họ là một người thích thực tế, tức là thấy mới tin. Cái gì anh ta thấy anh ta làm được, thấy mới tin. Đây nó vừa là một cái yếu tố thuận lợi nhưng mà cũng là một cái yếu tố bất lợi. Bởi vì những người này thực tế thì họ khoa học. Họ phải mình trải nghiệm, tự chứng kiến thấy cái điều đó thì mới tin. Và đôi khi những lời anh ta thấy nhưng lại anh tin như vậy đó, thì sẽ làm cho người khác có cái sự thuyết phục hơn. Tuy nhiên, cái này nó cũng là một cái điều nó bất lợi. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta không phải cái gì chúng ta cũng có thể thấy được. Mà cái thấy của mình nó chưa chắc nó là cái sự thật nữa. Mình ví dụ như trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cái loại sống mà ví dụ như hàng ngày chúng ta không thấy được đâu. Một cái đơn giản ví dụ như là cái điện thoại của chúng ta.
xung quanh chúng ta có rất nhiều loài sống mà mắt thường mình không thể thấy được, mà phải sử dụng đến một cái dụng cụ, một cái công cụ khác thì chúng ta mới thấy được. Cho nên mắt thường của mình chỉ thấy ở một cái phạm vi nhất định của nó thôi. Một cái ví dụ khác nữa, chẳng hạn như là về cái quy luật nhân quả, về cái phước đức, cái nghiệp của mình cũng không thể nào thấy được. Nhưng mà nó đó là chúng ta đem thuốc men để cho các chư tăng, bởi vì khi mà các chư tăng người tu thì vẫn có bệnh hoạn xảy ra, đây là cùng một điều rất bình thường thôi. Thì đó là bảy cái việc làm mà chúng ta sẽ tạo ra một cái công đức vô lượng, mà khi mà làm được các điều này thì có thể nói là cái phước như ý của chúng ta nó sẽ đến. Tức là mình muốn điều gì trong cuộc sống đều có thể toại nguyện như ý của mình, bởi vì cái phước này nó quá lớn, nó quá lớn đi. Mà chúng ta nghĩ lại, những cái việc làm đó nó cũng xoay quanh cái việc tam bảo thôi, là xây dựng chùa chiền, cúng dường các chư tăng chư Phật. Đó là những cái việc làm mà nó mang lại cái lợi lạc rất lớn cho chúng ta. Cho nên nói gì nói, cái phước nó vẫn là một cái nền tảng để chúng ta tu tập. Mà có phước rồi thì chúng ta sẽ rất thuận lợi ở trong cuộc sống. Và đây cũng là một cái phẩm hạnh của các chư vị Bồ Tát. Các ngài cũng thường, vì cái sự từ bi của mình quá lớn, cho nên các vị Bồ Tát vẫn phải làm phước, và bởi vì họ có một cái lòng từ bi quá lớn. Cho nên chúng ta trong cuộc sống cũng vậy. Khi mà nhìn qua cái nhân tướng, mình biết mình còn hạn hẹp về cái phước, thì chúng ta nên tu tập làm những cái điều phúc thiện. Và trong cuộc sống có rất nhiều cách để mà mình có thể huân tập cái phước báu của mình. Nó không chỉ là bảy cách trên. Bảy cách trên nó là một trong những bảy cách mà đem lại cái phước lớn. Còn trong cuộc sống của chúng ta cũng có nhiều cách lắm. Rất nhiều cách. Mà đôi khi một cái việc làm nhỏ mà nó cũng có thể đem lại một cái phước lớn cho chúng ta nữa. Mà chưa cũng có thể rằng những cái việc làm mà chúng ta nghĩ là lớn đó, chứ mà nó mang lại cái phước báu nó nhỏ. Thì đó là những cái vấn đề mà mình chia sẻ thông qua Phật pháp để giúp cho anh này có được cái sự cải thiện về cái phước báo của mình, và cũng như là chúng ta biết tu tập để bồi dưỡng cái phước của mình nó lớn lên. Và chúng ta thấy về các cái đường chỉ tay đối với anh này, cái đường tam đạo nó không được đẹp cho lắm, bởi vì nó có quá nhiều cái đường lộn xộn ở bên dưới. Nó cho thấy cái tâm và gà của anh này là không được, nói chung là mình có nhiều cái rắc rối ở trong cuộc sống, nó phiền mà não nó muộn phiền nó đem đến cho mình. Mà chúng ta thấy ở những cái khu vực này, anh ta có quá nhiều cái đường nó trở ngại đi, quá nhiều đường trở ngại, và trên đây cũng có nhiều cái đường nó ở đường này, cái chỗ này nó cản phá quá nhiều cái gò Mộc Tinh, cho nên nó khiến cho cái gò Mộc Tinh là nơi nó hội tụ về cái công danh sự nghiệp của mình, nó bị cản trở khá là nhiều. Mà chúng ta thấy là cái con đường tu tập của anh ta cũng có, bởi vì chúng ta thấy ở đây cũng có hình thành dấu hiệu của cái con thuyền Bát Nhã ở đây nè. Nhưng mà trong quá trình tu tập của anh ta cũng có nhiều cái trở ngại, cái chướng duyên. Cho nên có chưa có được những cái điều mà như ý thôi. Mà nói về cái tương lai này, chúng ta dự đoán về tương lai nó cũng có những cái điểm hay trong cuộc đời của anh này. Có thể nói là về giai đoạn sau này, nó ở đâu đó từng chừng cái độ tuổi mà gần 60 gì đó, thì có thể anh ta sẽ có một cái thời điểm mà mình đã đầy đủ cái chín mùi về cái trí tuệ, về cái nhân duyên, về cái phước nghiệp của mình nữa.
thì nó sẽ là một cái thời kỳ mà mình nghĩ rằng nó chính là cái dấu ấn trong cuộc đời của anh ta. Với người này thì không những đem lại cái lợi lạc cho người khác mà cũng có thể là đem lại một cái giá trị nào đó cho xã hội, cuộc sống nữa. Nó vẫn còn ở phía sau, nhưng mà quá sớm để chúng ta có thể dự đoán. Nhưng mà quan trọng là cái việc làm của mình như thế nào thôi. Chúng ta muốn biết tương lai như thế nào thì chúng ta hãy nhìn vào cái hiện tại của mình, thì chúng ta sẽ biết được cái tương lai hiện tại của chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ biết được quá khứ của mình. Cho nên về cái nhân tướng, nó cũng là một cái yếu tố để mà chúng ta đoán định, rồi từ đó chúng ta đưa ra những cái biện pháp hoặc là một cái lộ trình như thế nào đó nó phù hợp để giúp cho mình có thể cải vận. Và quan trọng là trong cuộc sống của mình, đừng đừng quên rằng mình hãy luôn luôn cố gắng làm phước, và nếu được thì hồi hướng cái phước đó, báu đó, thì cái phước của mình nó sẽ càng tăng lên. Và chúng ta thấy trên cái tướng tài của anh này cũng có những cái đường tài vận chứ không phải là không có, chứng tỏ anh ta cũng là một cái người có cái nguồn thu nhập, nhưng mà chúng ta thấy hình như có quá nhiều cái đường nó rối đi, quá nhiều đường cái rối. Mà ở đây hình như chúng ta thấy một cái vân cũng khá đẹp ở chỗ này, nó giống như là một cái hình vân mắt cá như vậy đó. Đây cũng là một cái người họ có tài, họ có tài trí và gặp được cái quý nhân giúp đỡ ở bên ngoài đó. Đây cũng là một cái loại phước mà anh ta có thể vận dụng, tận dụng nó để mà vận dụng ở trong cuộc sống của mình, thậm chí là trong công việc của anh ta. Đây là một điều cũng rất là tuyệt vời. Và hy vọng với những cái lời phân tích như vậy, mình có thể đưa ra một cái vài định hướng như vậy để giúp cho anh ta có thể vận dụng ở trong cuộc sống, quan trọng là mình thôi. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.